Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với Mê Xe. Ngày hôm nay thì nhân tiện là chúng tôi đang đi ghi hình chiếc Toyota Corolla Cross này thì tôi cũng muốn là có những cái so sánh và đối chiếu rất nhanh với chiếc Hyundai Kona mà chúng tôi cũng đang có trong cái chuyến đi ngày hôm nay. Video về chiếc xe này thì đã lên kênh Mê Xe rồi, anh em có thể tìm lại để xem. Còn ngay bây giờ tôi muốn cùng với anh em đối chiếu nhanh Hyundai Kona 1.6 Turbo đang có mức giá bán là khoảng 730 triệu đồng và Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G có mức giá công bố của Toyota là từ 720 đến 728 triệu đồng để xem là cùng với tầm tiền đó thì đâu sẽ là sự lựa chọn nó hợp lý hơn dành cho quý vị. Có một điều mà tôi muốn quý vị cũng lưu ý và thông cảm một chút, đó là chiếc Toyota Corolla Cross mà chúng tôi đang có trong video ngày hôm nay đó là phiên bản 1.8V cơ. Chứ phiên bản 1.8G thì hiện tại là chưa có tại Việt Nam. Thì chiếc xe này nó sẽ mang cái tính chất minh họa là chính và để quý vị có thể quan sát được về cái ngoại thất của hai chiếc xe này cũng như là cái không gian ở phía bên trong thôi. Còn những cái option ở trên phiên bản 1.8G nó sẽ khác biệt rất nhiều so với phiên bản 1.8V. Rồi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng yếu tố một. Đầu tiên, đó là cái kích thước đi. Quý vị có thể nhìn thấy cái kích thước của hai chiếc xe này đang được hiển thị ở trên màn hình ngay lúc này. Toyota Corolla Cross rõ ràng là một chiếc xe thắng thế hoàn toàn về mặt kích thước, đặc biệt là cái chiều dài trục cơ sở. Cũng nhờ cái chiều dài trục cơ sở đó cũng như là tổng thể các cái kích thước khác thì cho chúng ta một cái khoang nội thất nó rộng rãi hơn rất nhiều so với Hyundai Kona. Hyundai Kona vốn cái kích thước nó đã không được như là Toyota Corolla Cross rồi. Một phần nữa đó là cái cách thiết kế của Hyundai Kona nó cũng sẽ làm hạn chế đi khá là nhiều cái không gian ở phía bên trong. Về cái chi tiết khoảng sáng gầm xe thì quý vị có thể nhìn thấy là Hyundai Kona có cái thông số nó lớn hơn so với Toyota Corolla Cross. Thế nhưng với cái trải nghiệm thực tế quan sát của tôi trong video ngày hôm nay thì Toyota Corolla Cross có cái phần khoảng sáng gầm xe về mặt mắt nhìn ở phía trước như thế này hay là cả về phía sau hay phía bên hông thì nó thậm chí là nó nhỉnh hơn Hyundai Kona. Có một cái điểm lưu ý như thế này này, tức là cái khoảng sáng gầm xe nó sẽ tính từ cái điểm thấp nhất ở trong gầm xe xuống dưới mặt đất. Thì tôi quan sát cái gầm xe của Toyota Corolla Cross thì nó sẽ không được bố trí gọn gàng như là Hyundai Kona, đặc biệt là cái phần bô xe nó làm trễ xuống dưới khá là nhiều. Có lẽ là vì những yếu tố như vậy thế nên là khi mà đo ra thì cái thông số của Toyota Corolla Cross nó sẽ kém Kona khá nhiều, đó là 170mm so với 161mm. Về những cái thiết kế ngoại thất thì tôi đánh giá Toyota Corolla Cross là một chiếc xe nó có cái thiết kế nó trung tính, nó hài hòa, nó hợp mắt với nhiều người hơn Hyundai Kona. Đặc biệt là khi ngày hôm nay đặt Hyundai Kona đặt cạnh Toyota Corolla Cross thì tôi lại càng thấy cái thiết kế của Hyundai Kona dường như là nó hơi mạnh, cá tính của nó hơi mạnh để có thể hòa hợp với tổng thể một cái chuẩn của đẹp chung. Quý vị nghĩ sao về cái việc đẹp xấu, cái thẩm mỹ thì hãy cho thêm ý kiến ở phần comment nhé. Còn để mà liệt kê về những cái trang bị ở ngoại thất thì Hyundai Kona phiên bản cao nhất là phiên bản 1.6 Turbo nó sẽ có những cái điểm thắng thế so với Toyota Corolla Cross phiên bản thấp nhất là phiên bản 1.8G. Đó là Hyundai Kona thì đã được trang bị cái hệ thống đèn định vị LED này, đèn chiếu sáng full LED. Chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G thì có đèn định vị LED rồi nhưng mà đèn chiếu sáng thì vẫn là đèn halogen. Vành xe thì Hyundai Kona 1.6 Turbo có kích thước là 18 inch cơ, sẽ nhỉnh hơn 1 inch so với phiên bản 1.8G của Toyota Corolla Cross. Ở phía bên ngoài là như vậy, còn bây giờ thì vào phía bên trong đi. Quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình ngay lúc này. Về cái độ rộng rãi thì tôi đã nói ngay từ đầu khi mà nhắc tới cái kích thước của hai chiếc xe này rồi. Còn về cái mặt trang bị thì sao? Tôi sẽ nói trước ở cái không gian của hàng ghế thứ hai. Toyota Corolla Cross rõ ràng thể hiện sự thắng thế hơn, một cái điểm mạnh khác biệt so với Hyundai Kona đó là cái độ rộng rãi, cái độ ngả của ghế. Và đặc biệt Toyota Corolla Cross đã có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, còn Hyundai Kona thì chưa có cái chi tiết đó. Kể cả những cái khoảng để chân của Toyota Corolla Cross cũng rất là rộng rãi. Hyundai Kona thì theo tôi đánh giá, tôi là cũng là một người cũng là chiều cao trung bình của người Việt Nam thôi, sẽ hơi thấp bé một chút so với những anh em thanh niên tầm tuổi, thì theo tôi là Kona là một chiếc xe nó không có cái ưu điểm tốt về cái không gian rộng rãi mà nó khá là chật. Còn về mặt trang bị, về những cái trang bị an toàn thì hai xe gần như là tương đương với nhau. Toyota Corolla Cross sẽ nhỉnh hơn Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo một túi khí, đó là 7 so với 6 trên Hyundai Kona. Nhưng Hyundai Kona lại nhỉnh hơn một chút nữa về trang bị an toàn, đó là Hyundai Kona đã được trang bị cảnh báo điểm mù trên gương. Còn
Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G thì chưa có những chi tiết đó. Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo thì đã có cửa sổ trời rồi, trong khi Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G thì chưa có cửa sổ trời giống như trên bản V và bản HV. Về cơ bản là những cái so sánh trong video ngày hôm nay nó sẽ mang nhiều về cái trang bị và tôi cũng đã liệt kê rất là rõ từ phía bên ngoài đến vào phía bên trong. Còn bây giờ thì tôi sẽ bước lên chiếc Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo để vận hành và chia sẻ với quý vị những cái khác biệt về khả năng vận hành của Hyundai Kona 1.6 Turbo so với Corolla Cross phiên bản 1.8G. Tiếp tục cái phần so sánh chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G và Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo cùng có mức giá là khoảng từ 720 đến 730 triệu đồng. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm vận hành. Thông số về mặt động cơ thì quý vị có thể nhìn thấy đang hiển thị ở trên màn hình ngay lúc này. Quý vị có thể thấy rằng là chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G sử dụng động cơ 1.8 cho ra công suất là 138 mã lực và 172 Nm đi kèm với hộp số vô cấp CVT. Còn phía ngược lại, Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo thì có cái mã lực là 177 đi kèm với hộp số 7 cấp ly hợp kép. Về cái trải nghiệm vận hành thì ngay khi mà nhìn cái thông số về động cơ thôi thì quý vị đã có thể biết là chiếc xe nào có cái sức mạnh nó lớn hơn rồi. Và Hyundai Kona chắc chắn là một chiếc xe nó thể hiện được cái sức mạnh về động cơ, về khả năng vận hành. Và cái hộp số CVT với hộp số 7 cấp ly hợp kép thì mỗi cái hộp số đó nó đều có những cái ưu nhược điểm riêng. Hộp số CVT thì nếu mà đặt trong không gian đô thị thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe nó mượt mà, nó êm ái. Hộp số ly hợp kép 7 cấp thì nó cũng đã giải quyết được cái việc êm ái khi mà chúng ta di chuyển trong đô thị rồi. Thế nhưng mà nó vẫn sẽ không thể nào êm ái bằng CVT được. Thế nhưng nếu mà để đem ra với đường cao tốc, với những cái cú vượt, với những cái giải tốc độ cao thì hộp số ly hợp kép 7 cấp rõ ràng là nó thể hiện được cái cảm xúc hơn rất nhiều so với hộp số CVT. Như ở phần đánh giá về ngoại thất thì chúng tôi cũng đã nói rồi, đó là Toyota Corolla Cross là một chiếc xe mà nó sẽ cho cái không gian ngồi nó thoáng hơn. Và kể cả cái trải nghiệm của người ngồi trên xe nó cũng có một chút gì đó nó trung tính hơn, nó thiên về để phục vụ gia đình, phục vụ người ngồi trên xe hơn là chiếc Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo này. Hyundai Kona thì nó sẽ hơi thiên về là một chiếc xe để chơi bời, tôi xin phép được dùng từ là như vậy. Thì cái hệ thống treo của Hyundai Kona nó cũng sẽ cho cái cảm giác là nó cứng hơn. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có những cái pha lắc lái ở giải tốc độ cao sướng hơn, vào cua cảm thấy thích hơn là chiếc Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla Cross thì được Toyota công bố là cũng đã được sử dụng cái nền tảng khung gầm TNGA toàn cầu của Toyota rồi. Nhưng mà nếu mà xét đặt dưới cái tham chiếu là sử dụng một chiếc xe để vận hành, để có những cái pha lắc lái, để có những cái pha luồn lách ở tốc độ cao thì Hyundai Kona cái thể hiện sự thắng thế. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ chật là một chuyện, lại còn cộng thêm với cứng nữa, sẽ khá là khó chịu cho người ngồi trên xe, đặc biệt là người ngồi hàng ghế thứ hai. Còn Toyota Corolla Cross thì như tôi đã dùng từ rồi, nó là một chiếc xe trung tính. Cái trải nghiệm lái nó còn mang lại phần vô lăng nữa. Cả hai chiếc xe thì đều có cái phần vô lăng, tôi cho rằng là nó có cái độ chi tiết tốt. Nhưng mà Hyundai Kona sẽ nhỉnh hơn một chút về đặc biệt là cái khoảng đầu này. Tôi cảm nhận là trên chiếc Toyota Corolla Cross, mà chiếc xe mà tôi được cầm lái ở trong cái phạm vi so sánh của video ngày hôm nay đó là chiếc 1.8V. Chiếc 1.8V thì thông số về đoạn động cơ nó hoàn toàn giống, về hộp số nó cũng hoàn toàn giống với chiếc G thôi. Thì tôi thấy là cái vô lăng của Toyota Corolla Cross nó sẽ hơi bị dơ ở cái khoảng lắc lái ở ngay đầu này. Nó sẽ thiếu đi độ mượt mà hơn một chút, một đôi chút thôi so với Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo. Như vậy trên đây là tất cả những cái so sánh và đối chiếu rất nhanh của tôi về chiếc Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo và chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G. Và cụ thể cái trải nghiệm thì là về mặt vận hành thì nó nằm ở phiên bản 1.8V, nó sẽ có cái động cơ và cái hộp số, những cái cấu hình động cơ giống với chiếc 1.8G. Nó chỉ khác biệt một chút về cái cân nặng của chiếc xe cũng như là một số cái trang bị thôi. Như vậy thì với những cái tiêu chí mà tôi đưa ra trong video ngày hôm nay thì theo quý vị thì đâu sẽ là chiếc xe phù hợp với quý vị hơn trong mức giá từ 720 đến 730 triệu đồng. Tôi luôn bảo lưu một quan điểm đó là mọi cái sự so sánh nó đều là khập khiễng, và với một cái số tiền bỏ ra thì cái chiếc xe nào nó là lựa chọn tối ưu thì nó sẽ tùy vào cái nhu cầu sử dụng cũng như là sở thích của từng người. Đừng quên like, share, subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên VC. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.